Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Pennsylvania mới vừa bị kết tội liên quan đến việc là giết chết vợ mình hôm thứ năm vừa rồi cái ông giết chết vợ mình là từ năm 2018 nhưng mà đến hôm thứ năm vừa rồi đó thì mới bị kết án tù ông giết vợ vào năm 2018 nhưng mà đến năm 2019 thì người ta mới phát hiện ra được cái xác của người vợ là chôn ở gần một cái công viên gần cái khu vực nhà của cái cái người đàn ông này sinh sống. Ông này tên là Brian. À, ông ở ông 48 tuổi. Thì khi mà người ta phát hiện ra rồi người ta truy cứu trở lại thì mới nói là ông chính là hung thủ. Hôm thứ năm, ông vừa mới bị kết tội. Nhưng mà chỉ một ngày sau khi mà ông bị kết tội giết vợ đó thì trong một cái cuộc điều tra, người ta lại tìm thấy một cái thi hài khác nằm ở trong ngôi nhà cũ của ông, cũng là thi hài của một người phụ nữ mà được chôn sâu dưới, nói là chôn sâu dưới khoảng là 3 feet ở dưới cái cái nền nhà. Thì khi mà đào cái xác đó lên á thì người ta mới khám phá ra rằng rằng hình như cái xác này là của người yêu của ông này mà cũng được bị báo mất tích là năm 2020. hai wow. Đó, thì bây giờ tất cả là mọi chuyện người ta đang tìm hiểu xem coi tại sao như thế nào mà ông lại giết cái quả cái cô người yêu của mình cái cô mà người yêu cái cô bạn gái đó, tên là Julie Todaro thì cô này là được báo là biến mất là vào tháng 12 của năm 2020 cũng sau một ngày sau khi có một cái việc mà cự cãi với là cái ông này còn vợ ông thì đã bị là mất tích năm 2018 rồi đến 2019 thì người ta mới mới bắt được ông đó thì bây giờ khi mà để xem coi là cái trước đó lúc mà đi ra tòa thì người ta đã kể lại cái cách mà ông đã từng đối xử với vợ mình ra làm sao à, rất là nhiều cái, cái cái chuyện mà ngay cả gọi điện thoại cũng không cho như thế nào rồi bây giờ thì lại đến phiên là tìm thấy một cái xác của một người phụ nữ khác nữa thì có nghĩa là đây là tội chồng tội đó có nghĩa là cái kia cũng giết người mà bây giờ ở đây cũng giết người à, cái quan trọng là bây giờ họ phải cần tìm thêm cái bằng chứng để cho thấy rằng là ông này cũng lạ là, là người đã giết cái cô mà cái xác mới tìm thấy bằng cách nào, ra làm sao? À, bởi vì theo như một vị à, luật sư á, thì người ta nói rằng á là bây giờ cũng còn à, nhiều những cái à, những cái à, giống như là bằng chứng mà nó chưa có đủ để mà kết tội cái ông này là ở cái mức độ mà cao nhất. thì bây giờ chỉ biết rằng là trước mắt là vào ngày 13 tháng 8 tới đây thì ông sẽ bị à, tuyên bố về cái tội hai cái tội nó chồng với nhau như thế nào có thể là cao nhất cũng là chỉ là cái án chung thân mà thôi. À quý vị còn nhớ là ngày 20 tháng 5 vừa qua đó thì trong một cái chuyến bay từ nước Anh mà đi Singapore của hãng Singapore Airlines, cái số chuyến bay là SQ321. Thì chuyến bay đó khi mà bay ngang qua vùng trời của Miami đó à, thì họ Miami My, Myanmar đúng rồi Myanmar là miến điện phải không ta phải, phải gọi là miến điện không dạ. Yeah. Mai, My Myanmar thì thôi với cái vị Myanmar, bị... Miami, Miami ở là, là Miami là voi à. cái lỗ mới nhau là Myanmar thì thôi với cái vị bị cái không khí nhiễu động đó làm cho máy bay nó bị rung lắc mạnh trên chuyến bay đó có 230 người và luôn cả phi hành đoàn 104 người bị thương và có một người tử vong là một người Anh 73 tuổi. Thì ngày hôm nay đó hãng Singapore Airlines cho biết là đối với lại những người bị thương nhẹ thì mức bồi thường có thể lên tới 10.000 đô la cho mỗi người. Rồi sau đó hoàn tiền vé máy bay lại cho cái chuyến bay đó cho cái người hành khách đó. Còn đối với lại những người bị thương nặng thì cái số tiền bồi thường có thể lên tới 25.000. Bây giờ thì họ nói rằng là hiện tại trong số 104 người bị thương trên chuyến bay đó đó thì có 12 người nha vẫn còn điều trị tại bệnh viện cho tới ngày hôm nay. Đó, ở Thái Lan. Máy bay, bay phải đáp khẩn cấp xuống Thái Lan và sau đó thì đưa những người bị thương đi vào trong bệnh viện. Thì có 12 người vẫn còn đang điều trị đó. Thì khi họ nói rằng là đợi cho đến khi nào những người bị thương nặng được phục hồi một phần nào đó hoặc tỉnh táo thì có thể họ ngồi xuống để thương lượng à, Tuy nhiên có những vấn đề người ta đặt ra là Nếu cần điều trị y tế lâu dài Và cần hỗ trợ tài chính lâu dài thì như thế nào Thì hãng Singapore Airlines cho biết là Cái quỹ bảo hiểm của họ sẵn sàng chi trả cho những cái vấn đề đó Nhưng mà trước mắt đó thì có thể là có ngay 25.000 Để mà chi trả cho những cái vấn đề trước mắt trước Rồi sau đó nếu mà điều trị lâu dài hơn Hoặc là hỗ trợ tài chính lâu dài hơn Mất việc này kia đó Thì họ có thể dùng tới cái quỹ bảo hiểm của họ Để mà chi trả cho những vấn đề đó Cho nên ngày hôm nay thì Singapore Airlines cho biết là 230 hành khách trên chuyến máy bay đó Thì 104 người được liệt kê là bị thương Và trong số đó thì có 12 người là bị thương nặng Cho tới giờ phút này vẫn còn nằm điều trị ở bệnh viện ở Thái Lan đó. Và những người bị thương nhẹ khác đó thì cái mức bồi thường cũng có thể lên tới 10.000 đô và tiền vé máy bay của chuyến máy bay đó sẽ được hoàn lại cho những người hành khách đó. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tòa án ở Los Angeles cũng đã tuyên bố một người phụ nữ, cô này nổi tiếng là một người hoạt động xã hội tên là Rebecca Rosman. Cô là vợ của một ông bác sĩ mà chuyên về à, điều trị về về phỏng rất là nổi tiếng ở vùng Los Angeles Mặc dù đều là những người nổi tiếng nhưng mà cũng bị vi phạm cái tội đó là đụng người và bỏ chạy oh. mà cô đụng ai cô đụng hai đứa bé một đứa là 8 tuổi một đứa là 11 tuổi trong lúc nó đang đi qua đường mà ngay chỗ đó cô chạy với tốc độ quá nhanh à, cái sự việc này nó xảy ra là từ cuối tháng 9 của năm 2020 rồi đến tháng 2 vừa rồi đó thì mới là bên tòa mới chính thức tuyên bố rằng là cô có tội Và ngày hôm qua thì là tuyên án là 15 năm cho đến trung thân Và như đã nói là 15 năm năm đến trung thân tức là ở đến thời gian 15 năm Rồi mới tính đến cái chuyện là có giảm án, có cho ra tù hay là không Cô này á, ngoài cái chuyện là cô đã chạy xe quá tốc độ ở cái khu vực mà người ta nói là cái tốc người, họ không có nói là cái tốc độ tối đa ở cái khu vực này là bao nhiêu mà trên đường là có người đi bộ trên cái khu vực đó. Chỉ biết rằng á cô đang chạy với cái tốc độ là 81 miles 1 giờ. Và cô vừa chỉ mới giống như là đạp thắng cho nó hạ xuống 73 mai Trong vòng có 2 giây là cô đụng hai đứa bé. Hai ừ. đứa bé mà cô đụng xong á cái quan trọng là cô bỏ cô đi luôn. Cô đi luôn. Rồi sau đó cô mới bị bắt chứ không phải là cô này dừng lại để coi coi nạn nhân của mình ra làm sao vân vân. Cho nên là cô bị kết cái tội là hit and run là như vậy. Cho nên mặc dù là một người có hiểu biết, mặc dù là một người nổi tiếng rồi cũng vợ của một bác sĩ vân vân, nhưng mà những người họ có những cái hành xử, những cái hành động ở trong những cái trường hợp quan trọng rất là lạ lùng Đụng người xong rồi bỏ chạy mà đụng ừ. hai đứa bé nữa nên cái bản án mà cô đang đối diện đó là 15 năm tù. Trong khi đó thì thưa quý vị ngày hôm qua ngày tính theo giờ địa phương nha 11 tháng 6 4 giờ sáng thì một cái chợ thú cưng rất là lớn ở ngay uh, Thái Lan chợ có tên là chat Chatuchak cái chợ này đó thì bán những đồ mặt điện tử có chén dĩa có nhưng mà nơi này là người ta biết đến nhiều là chợ thú cưng mèo, chim, cá, chó rồi những con vật động vật mà người ta thích mua về để để nuôi trong nhà đó thì rất là lớn. Tuy nhiên cái đám cháy này đã xảy ra vào lúc 4 giờ sáng. Hiện tại đó thì còn quá sớm để cho biết rằng là đã có bao nhiêu động vật chết trong cái vụ cháy này. Tuy nhiên người ta nói đến là hàng ngàn con. Những con chim rồi cá, kiển rồi mèo, chó rồi những rùa rồi rắn này kia đó trong cái chợ động vật này ở tây thái, thái lan người dân địa phương thì nói rằng là khi mà mình cần mua một cái con động vật gì đó mà để mua về cho vui trong nhà đó thì thường là người ta tới cái khu vực này để tìm kiếm chưa biết cái nguyên nhân của vụ hỏa hoạn tuy nhiên cảnh sát trưởng ở đây cho biết là sẽ điều tra coi là có phải vì gọi là cạnh tranh mà gây ra hỏa hoạn như vậy hay không mà khiến cho tổ chức động vật ở trên thế giới đó thì đã có nhiều lần nói rằng là không nên để quá nhiều động vật ở trong một cái chợ thú cưng như vậy là tại vì có thể nếu mà gây ra một cái hỏa hoạn hay gì đó đó thì người ta không có thể mang ra kịp và có thể gây hại cho đến những con động vật này. Và điều đó đã xảy ra vào đúng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 6 giờ địa phương ở Thái, Thái Lan. Wow. Ừ. Khi mà và trong thời gian qua liên quan đến những cái con động vật á cũng có nhiều nhiều cái lời kêu gọi là dân châu á đó lòng bớt ăn thịt chó mèo lại <laughs> Bởi vì người ta thấu ghê là những người ở châu á lại là những người mà ăn thịt chó mèo nhiều nhất trong khi đối với châu âu thì họ lại là coi như đó là như là bạn bè của mình xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại